Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết, trong thời đại thông tin liên lạc như hiện nay, điện thoại là một phương tiện liên lạc không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình cách chuyển một số điện thoại từ nơi này sang nơi khác trong tòa nhà văn phòng nơi mà mình làm việc. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Chị ơi, phiền chị cho em check lại thông tin ạ. Dạ vâng, chị Vân, phòng 1706 ạ. Dạ vâng, chị cần chuyển số điện thoại là 043-837-9898 ạ. Chị chuyển lên phòng 1804 ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, chị ơi, chị đợi một chút, kỹ thuật xử lý ngay cho chị ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em là chị. Quang ơi, tốt đài anh Quang ơi. Anh nghe em ơi. Anh chuyển cho em cái số điện thoại 043-837-9898 từ phòng 1706 lên phòng 1804 cho chị Vân giúp em ạ. Rồi, nhận nha, anh chuyển luôn bây giờ ạ. Là sơ đồ phiến đấu điện thoại từ tủ tổng lên các tủ đầu tầng. Theo như thông tin nhận được từ khách hàng, trước tiên ta cần kiểm tra số điện thoại cần chuyển trên bảng theo dõi số điện thoại của tòa nhà. Như các bạn thấy, số điện thoại cần chuyển nằm ở T17, FD17, phiến số 1. Tiếp theo, ta dùng bộ test thoại để kiểm tra tín hiệu số điện thoại cần chuyển trên port xem có đúng với sơ đồ của phiến đấu tổng hay không. Sau khi xác định được số điện thoại cần chuyển trên port, ta dùng dao sọc phiến, gỡ đôi dây của số điện thoại cần chuyển ra khỏi port. Và di chuyển tới vị trí mới. Sau đó đấu vào vị trí mới. Các bạn chú ý trong quá trình di chuyển cặp dây, ta đi gọn dây vào. Cuối cùng, ta dùng bộ test thoại để kiểm tra lại lần cuối xem vị trí mới tín hiệu của số điện thoại có tốt hay không. Cuối cùng, ta ghi số điện thoại đã chuyển vào sổ theo dõi số điện thoại treo trong phòng server để dễ dàng trong việc quản lý. Kỹ thuật gọi trung tâm. Anh vừa chuyển xong số điện thoại cho khách hàng ở phòng 1706 đến 1804 rồi nhá. Em gọi điện cho khách hàng và test lại cái chất lượng đường truyền lần cuối cho anh nhá. Ok, anh cảm ơn. Dạ, lô chị Vân ạ. Dạ vâng, em gọi cho chị từ phòng kỹ thuật bác mình ra nhà.
Dạ vâng. Chị ơi, vừa rồi kỹ thuật bên em vừa chuyển cho chị xong cái số điện thoại đấy ạ. Chị nghe tín hiệu đường truyền có tốt không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ vâng, em là chị ạ. Clip vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách chuyển một số điện thoại trong tòa nhà văn phòng nơi mà mình làm việc. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.